Shopping ảo.vn, à, click quân giá rẻ, chất lượng uy tín tự động, đền bù 100% đối với tài khoản sai hoặc lỗi, uy tín chất lượng giao dịch hoàn toàn tự động, chỉ có tại Shopping ảo.vn. Shopping ảo.vn. Ok, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ làm clip này về vị tướng Quillen với cái trang phục vừa mới ra mắt và mình vừa mới nhận được hồi nãy khi mà mình có tham gia cái sự kiện. Mình đã bắt hết tới 1K8 quân huy với cái trang phục nghịch thiên long đế. Đây là một cái trang phục bậc SS hữu hạn của Quillen. Các bạn thấy trang phục này đẹp không? Ồ, bậc SS hữu hạn mà màu vàng thế này nó kiểu giống như là nổi bật so với đồng đội mình rất nhiều nha. So với vị tướng Foro hay là vị tướng Bazum thì giống như là một trời một vực ấy. Tại mấy bạn đây đâu có xài trang phục đâu. Phải mặc định mà nó phải trang phục trang phục chứ. Trận này thì đối đầu với cả tem bạn sẽ là Murat nghe nói chưa được thay đổi mà bạn ấy dám cầm vào hạng à. Murat này chắc là phải thứ dữ lắm đây mới dám cầm ấy. Chứ đối với mình bây giờ bảo mình cầm Murat vào hạng thì mình nói thiệt với các bạn là thôi em chịu. Nó hơi bị phế ấy các bạn. Trận này thì mình sẽ chơi Quillen đi rừng với cái bồi trợ trừng trị với cái trang bị đầu tiên sẽ là cái kiếm nhá. Cái này đa số là lên kiếm thôi chứ chả có ai lên cái gì khác hết trơn á. Trang phục này được cái thì mình thấy nó cũng ổn áp nhưng với cái giá 1K9 quân huy thì hơi đắt. Ê, cái gì vậy trời? Kêu em luôn han trai. À đây thì nó mạnh mẽ. Kéo luôn. Ồ, kéo một cái mà khúc máu luôn kìa. Ghê không? Chém nào, chém nào. Quillen thì mình sẽ sử dụng cái bảng ngọc sát thương chí mạng 36% nha các bạn. Cái bảng ngọc này thì dài cho Quillen quá hợp luôn. Tại vì các bạn cũng biết rằng Quillen nó chém đằng sau và nó 100% là chí mạng. Bởi vậy đâm ra sát thương nó tăng lên, chí mạng lên nó thì ngọt, đẹp luôn á. Rồi qua cướp bùa rồi. Chết chùm luôn rồi hả? Ồ, ngon thế. Rồi farm thôi. Mình cứ đi farm thôi. Chơi Quillen thì các bạn phải biết cách gọi là vét nha. Các bạn mà không biết cách vét máng thì coi như là phế phẩm luôn á. Bởi vậy đâm ra thì mình sẽ quyết định chơi với Quillen. Mình sẽ đợi chờ cho đồng đội mình nó combat sẵn đi. Xong rồi mình chỉ cần việc lên mình chém thôi. Đấy gọi là chùm vét. Butterfly cũng vậy nha các bạn. Butterfly cũng giống như vị tướng Quillen vậy đó. Pèo 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 pèo. Chém một cái đau chưa. Chém này. Chà. Băng. Yo. Lên nào. Let's go baby. Ui dồi, tốc biến nè một em. Ui dồi đẹp thế. Trời ơi hay quá ba zoom ơi. Một like cho bạn ơi. Tuyệt vời mực trời. Ôi mới vô lượm được hai mạng ơi. Đấy các bạn thấy chưa. Thì mình đáng sợ chưa. Ok kìa kìa Murat. Biến về. Chà. Trời ơi chít mục kêu. Quá tuyệt vời. Siêu việt dành cho mù. Vâng, bé mù cu te thật sự là quá đáng sợ trong tay của mình. Ý lộn. Bé Quillen. Correct. Các bạn ơi, tàng hình. Kéo cái gì vậy? Ui sổ, và đấy mà mình lao vào mình chọc là lại được KS mạng nữa rồi. Dòng đi anh em ơi. Ok, con dòng luôn. Trời ơi, một sự khởi đầu như trong mơ đối với Quillen. Ăn được 3 mạng đầu trận. Ý lộn, ăn được 3 mạng liên tục. Xong rồi, ăn thêm được con dòng nữa. Trời ơi, quá tuyệt vời. Máu thì vẫn cứ gọi là ok, đâm ra không cần phải biến về. Cái trang phục này thì hồi nãy mình có test thử hiệu ứng kỹ năng biến về, hiệu ứng kỹ năng các thứ kiểu con là điểu rồi. Theo như mình thấy thì nếu mà các bạn may mắn mà mở cái trang phục này với cái giá rẻ thì mình thấy là ngon. Chứ còn với mình thì mình mở full luôn. Morai 3, chiu. Trời ơi, đi đâu mà vội mà vàng bây giờ đây cưng. Ôi sướng. Quá là sướng luôn. Rồi, trời ơi trận này lại win nữa rồi các bạn ạ. Trời ơi mình 4-0 còn đồng đội mình thì nó 3-0. Trời ơi, cho blue này. Hảo rất là hảo hán, ý lộn. Hảo rất là hảo ăn, hảo uống. Cho đồng đội hết luôn. Qua đây cho blue luôn. Mid hay là AD gì cũng được. Mình cho luôn, không phải suy nghĩ nhiều đâu. Mình là chân chơi gọi là đồng đội mà. Chứ đâu có phải là kiểu giống như là nhiều người chơi không biết nhường bùa đâu. Thằng mu biến về. Ở nó không biến về luôn này các bạn. Cái đầu xanh nó không biến về mới ghê chứ. Không biến về với chúng tôi này.
Rồi vừa mới nhường ông Violet cái con bùa lưu xong, bây giờ cuối cùng cái kết nó lại vào tay của mình. Ai cha 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 lốm 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 lốm. Ôi ôi. Vợ mình nó bảo đó, trả lại cho rừng kìa. Cái đó mình không biết nha. Ôi ôi, nó giết bạn rồi, mình ăn nó cuối cùng vẫn vào tay của mình thì cái đó là cái điều mà mình trả thù cho bạn thôi ấy. Vừa nhường bùa lại còn vừa trả thù cho, còn gì nữa đâu mà khóc nữa bây giờ. Đè thằng cáp nó vậy còn không chơi được là sao bạn? Hỗ trợ tôi với. Ok, bây giờ mình lên mình đè thanh niên Caffini cho nhá. Đây mình tới đây, mình tới đây, mình tới đây, mình tới đây. Trời 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 trời. Ôi ôi chết cả hai luôn kìa, vãi cả trưởng ạ. À. Trời ơi, cái gì vậy? Anh em đã có bát sớm quá. Đúng súc vật AD. Gì đây, bình tĩnh thôi. Anh em cứ bình tĩnh thôi, bình tĩnh thôi. Mình hôm nay có trang phục mới mà. Nạp cạc, hai triệu. Tăng 300.000 sức mạnh. Chém. Gặp đằng nào chém đó. Lúp hả mày? Ồ, em lúp thì có. Ôi trời ơi. Chết nè. Đi đâu con sâu? 70 các bạn ạ. Trời ơi, chém người như chém chuối vậy đó. Nhái bén mà mình làm thịt hết luôn á. Sợ chưa, sợ chưa? Ui dồi ôi. Ui, thôi, 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 xong rồi, xong rồi, xong rồi, xong rồi, biết ngay mà. Thấy được tích được đi 4 điểm là mình biết là mình toang rồi các bạn ạ. Rồi, Violet ơi, cố lên, ba zoom. Rồi, Vera, hồn phát, hit luôn. Lập được mạng luôn rồi. À, cha, 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 ôi, 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 ôi. Đấy không, các bạn thấy mình đánh không? Ôi, rank cao thủ mà mình vẫn cứ gọi là ăn 7 mạng, 5 phút mà ăn 7 mạng luôn, đâu có phải dạng vừa. Ngày xưa mình làm clip nhiều bạn cứ hay bình luận kiểu thằng này làm clip rank kim cương tinh anh đồ, không dám lên cao thủ làm clip hả? Sai rồi mấy bạn, suy nghĩ vậy là sai, quá sai luôn. Ngày xưa mình bảo rồi, mình có thể cày đơn lên được gần 100 sao cũng được nữa, đó là chuyện bình thường thôi. Tại vì các bạn biết sao không? Cái thứ nhất là mình làm clip rank cao á, nó có hai lý do mà mình không có gọi là mình không có muốn làm clip rank cao. Cái thứ nhất là làm clip rank cao ăn ít mạng. Anh em có công nhận một điều không? Lên cao thủ tầm 30-40 sao trở lên á, là ăn mạng cực kỳ ít luôn. Ăn được mười mấy mạng là cao à. Nó trừ khi những cái trận nào mà nó kiểu như quá may mắn và quá hên á, thì ăn được nhiều. Chứ còn bình thường ăn cứ tầm 7-8 mạng là win rồi. Yo 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 chiu bang 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 này này em xin chiu 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 chiu. Trời ơi đấy là mình nói đi, mình đang đi đánh đơn nha, còn đi đánh tem thì mình không biết, tại vì mình chuyên đi đánh đơn thôi, gọi là chùm đánh đơn của Liên Quân luôn á, tem là mình không có chơi. Còn cái lý do thứ hai nữa mà làm clip mà càng lên rank cao mình lại càng không thích làm, đó chính là nó rất mất thời gian, cực kỳ mất thời gian luôn các bạn ạ. Mình đang măn me cái thằng AD đây này. Cái đậu xanh không có AD chém tạm support vậy. Trời ơi chạy. Úi mẹ ơi. Thằng Hinh rồi nó vẫn đấm được. Chán ghê ấy. Tại vì làm clip nó hơi rất là cực các bạn. Nếu như mà rank gọi là tầm cao thủ từ 20 sao đổ lại ấy, thì làm clip sướng lắm các bạn. Chơi trận nào được trận đó. Trời ơi sướng, nó rất là nhanh gọn và lẹ. Còn trời ơi lên tầm trên 30 sao trở đi là bắt đầu làm clip nó hên xui lắm các bạn. Nó hên xui, tại sao lại hên xui? Có nghĩa là không gánh nổi. Nhiều trận không có gánh được đâu. Gặp đồng đội mình gọi là một người nó phê phế nha, còn đỡ nha. Chứ hai ông mà phế thì thôi nó mất trận đấu luôn một em. Nó mất trận đấu luôn các bạn ạ. Căng lắm. En lật kèo thì vẫn có nhưng mà nó ít lắm, hiếm lắm, không có dễ lật được đâu. Cứ hai ông mà không biết chơi cái là toàn. Còn rank 20 sao cao thủ, 20 sao đổ xuống hoặc là tinh anh đồ, trời ơi thì cần hết. Gánh hết. And pew. Ui dồi ôi, căng quá. Ồ anh thanh lên follow cầm kiếm rồi. Vâng ulti rồi. Đã ulti vào cái đồng không mong quạnh luôn. Nếu có cái gì không biết nữa. Bang. Bởi vậy đâm ra mình không có thích làm clip mà càng lên anh cao, làm clip nó có hai lý do đó mà mình
ít làm clip trên rank cao vậy đó các bạn. Chứ không phải là mình cày không được, cày đơn giản mà. Trời ơi, lên chiến tướng là chuyện như cơm bữa. Chiu. Ai da, trời. Ví dụ như các bạn ngày các bạn chơi game tầm 3 đến 4 tiếng hoặc là 2 đến 3 tiếng, nhưng mà mình một ngày mình chơi game tầm có tiếng một à. Vào chơi game cái làm clip xong rồi mình lại thôi mình làm việc khác chứ. Ui. Trời ơi. Cái thằng Cavinino bắn hồi máu ghê vậy trời. Nửa cây mà nó hồi máu phát đầy cây máu luôn. Trời ơi dã man. Mình một ngày mình chơi kể cả mình cày thuê cho bạn này, nhưng mà ngày mình chơi có tầm một tiếng à. Chơi hết pin cái nghỉ à, mà chơi có một lượt à. Tại vì kiểu mình ấy lắm. Tại vì bạn này bạn không gấp, nếu mà bạn ấy gấp thì mình cày chơi nhiều hơn, nhưng mà bạn ấy không gấp thì mình còn nhiều việc nữa. Ôi ôi, làm đủ các loại việc tùm lum tà le hạt me. Mua nick này, xong rồi đăng nick này, bán nick này, hỗ trợ shop này. Rồi làm clip úp bên Facebook này, lâu lâu hát hò này. Trời ơi. Nhiều lắm. Tăng. Hello. En. Vera mà hôn choáng cái thanh niên gọi là Lauriel phát là nó chết liền. Hôn choáng mà bạn ấy hôn hụt rồi. Lauriel nó chơi khôn quá, nó lướt rồi các bạn. Giờ mà để cản đường cho bạn, bây giờ mình có một cách, đó chính mình đẩy lính lên các bạn. Tại vì sao mà mình cản đường cho bạn? Mình đẩy lên như thế này cho bạn nó không tràn lên được nữa. Không phải là không tràn lên được nữa mà nó sẽ đưa người về nó giữ trụ ấy. Còn tem mình nó sắp ra rồi, Violet sắp ra rồi, với lại lính nó sẽ bị delay, đâm ra nó sẽ không thể nào mà nó lên nhanh được. Đó, lấy được cái trụ này đâu. Tem bạn đã lấy được trụ dưới, mình lấy cái trụ trên. Đối. Còn nếu mà mình chạy ra mình cản đường không được, quy lên tay ngắn. Từ từ bé ơi, nghe cái thằng Caffini nó mạnh quá. Làm sao bắt được nó giờ ta? Để dành cái chiêu cuối nhá. Caffini nó bánh một phát rồi. Ui, kìa bị cái thằng này. Cái thanh niên này chết chưa? Chết anh chưa cho anh chưa? Lao vào, băng trụ đồ. Đam của mình bây giờ đang khá là to nha các bạn. Rồi, chích. Ui, không chích được. Ui, kéo vào nè. Trời ơi, hết chiêu các bạn ạ. Ui. Sợ thế, đáng sợ quá. Buồn cười, ngày xưa cái lúc mà nhiều bạn hay bình luận kêu mình chơi làm clip hay như chơi game này này. Mình bảo vậy có bạn nào mà ấy donate cho mình 10 triệu cái mình cày đơn lên cho mà bạn ấy không dám chơi, chán. Cứ chat kêu là chê này chê kia các thứ nhưng mà không mình bảo donate là mình chơi cho mà không chịu, không dám. Nhưng mà chat chít vào cào phím thì rất là kinh khủng, rất đáng sợ. Eo, chém một em tăng hình tiếp. Rồi phò lo chết luôn rồi. Tên bên kia có cái thanh niên Caffini bắn khó chịu quá các bạn ạ. Murat em bạn chơi cũng hay nha. Murat này chơi được ấy. Nhưng mà căn bản là Caffini em bạn nó hay quá cơ. Rồi sao thắng được bây giờ ta? Chết rồi. Lần đầu test cái trang phục này thấy nó hơi khoai khoai đấy. Murat này bắt AD với mù hả? Bắt AD thôi, thằng mù là nó không quá đáng sợ đâu. Bắt mỗi AD Caffini tem bạn là đẹp. Caffini nó chơi nó lạng lách đánh võng rồi, nó bắn hay phết đấy. AD nó vậy bắt đằng niềm tin hả? Sao lại không bắt được? Ba zoom một nó tốc biến ulti một phát rồi là Vera choáng là nó chết ngay. Eo, peng một em. Rồi, Lauriel. Eo, peng, hai em. Rồi. Hai em rồi, còn em gọi là Lauriel với cả em Caffini nữa. Đi chung đi anh em ơi. Anh em đừng đi lẻ nữa, đi lẻ là chết đấy. Piu, sợ ngay, sợ vãi ra chữa ngay. And phăng. Ôi giời ơi. Chạy thôi. And bây giờ mình chơi game mình gặp mấy cái anh mà top Việt Nam rất là nhiều các bạn. Nhưng mà mình cũng chơi cũng chẳng có thua kém gì mấy bạn ấy đâu.
mình vẫn gọi là quẩy ok hết hết máu rồi các bạn ơi. Hết máu rồi, thôi biến về cho anh em xem hiệu ứng kỹ năng phát nha. Đây, hiệu ứng kỹ năng biến về đây các bạn. Ui, ui. Nói chung là hồi nãy mình có test rồi thì nó cũng không có gì quá đặc sắc. Mình thấy cũng được thôi. Ba mười hai chết 23. Caffeine theo bạn xanh quá, giờ bắt được Caffeine là win. Chỉ cần bắt đúng Caffeine thôi. Còn đâu tất cả theo bạn thì là dễ dàng rồi. Murat theo bạn nó cũng hay nhưng mà mình thấy Caffeine nó đáng sợ hơn Murat nữa. Còn Violet cái mình thì nó hơi phế các bạn. Các bạn chỉ cần đưa cái này vào đây nhé, các bạn soạn vào đây này. Đó. Là các bạn có thể bán đồ bình thường như ngày xưa. Đấy, nó hơi mất công một tí. Hơi mất thời gian tẹo. Nhưng mà vẫn xài được nha. Chỉ cần đưa xuống đó thôi, bây giờ các bạn chỉ cần soạn cái chỉ cần đưa vào cái giáp hồng mạnh bán đi phát là xong. Nen. Yo. Wow. Rồi bay lên, boom. Bé này xong rồi bé ơi. Nào, Murat kìa, trời ơi Murat kìa, đầu xanh kìa. Ui, tốc biến kìa, sợ thế nhờ. Tớ còn giáp hộ mạnh mà cậu. Rồi xong luôn. Tém tém tém, còn một mình lau reo ra đây đi bạn ơi. Cho mình chém chơi đi bạn ơi. Chém nào. Ừ, ra đây, KS mạng phát nào. Rồi win. Trời ơi, test cái trang phục phát mà xanh thế. Ngon các bạn ơi. Chắc là khi mà sử dụng cái trang phục này nó được tăng sức mạnh. Sơn súng được tăng đam. Để mặc trang phục cái được tăng sức mạnh các bạn ạ. Rồi, về vị tướng Quillen với trang phục mới thì mình đã test cho anh em xem rồi nha. Cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian là theo dõi clip của mình. Chúc các bạn đang xem clip của mình thật là vui vẻ nha. Anh em nào mà chưa like thì cho mình một like với, đăng ký kênh thì đăng ký luôn giúp mình với nha. Mà bạn nào muốn mua nick thì có thể vô shop nick của mình. Các bạn có thể nhắn tin vào Zalo hoặc là fanpage. Đủ bét mu luôn. Top Việt Nam luôn. Ôi ghê chưa. Ây da. Thôi mình nghỉ nha các bạn. Bye bye.